Nguyễn Cao Kỳ Duyên 283. Xin chúc mừng Nguyễn Oanh. Quán quân của chương trình Người Mẫu Việt Nam, Việt Nam Sex Top Model mùa thứ 7, người mẫu Nguyễn Thị Ngọc Châu. Nguyễn Thị Ngọc Châu có báo danh 458. Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Quán quân của chương trình Người Mẫu Việt Nam, Việt Nam Sex Top Model 2015 mùa thứ 6, xin chúc mừng Hương Lê.